Và nhằm chia sẻ khó khăn, thúc đẩy hoạt động nhân đạo về thiên tai, 24 cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ Việt Nam sẽ lên đường giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cho đoàn công tác Bộ Công an đi cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dự buổi lễ có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Handun Teknesi, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành và các đơn vị chức năng Bộ Công an. Tin của phóng viên Việt Cường. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải. Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất. Thì đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi cử lực lượng tham gia cứu hộ quốc tế như thế này. Và chúng tôi cũng rất là mong được sự phối hợp của phía Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi đã nhận được những cái sự hỗ trợ rất tích cực. Và ngay sau cái buổi ra quân hôm nay thì 10 giờ đêm hôm nay là với sự hỗ trợ của Đại sứ quán thì số cán bộ anh em này sẽ lên đường ngay. Thay mặt đoàn công tác phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ bày tỏ tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ hỗ trợ quốc tế tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong vụ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các thành viên trong đoàn trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Giữ đúng lễ tiết tác phong của người công an nhân dân Việt Nam để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế khác để tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ một cách bài bản, chặt chẽ, thể hiện được vai trò vị thế của lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam nói chung và của Bộ Công an Việt Nam trong hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó với thảm họa quốc tế. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Handun Teknesi bày tỏ lòng biết ơn chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng cử đoàn sang Thổ Nhĩ Kỳ làm công tác cứu nạn cứu hộ. Qua đó, khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt. Đại sứ cho biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ với đội cứu hộ để công tác tìm kiếm cứu hộ đạt kết quả cao nhất. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị điều động 5 cán bộ chiến sĩ gia nhập đoàn của Bộ Công an sang Thổ Nhĩ Kỳ. 5 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đều có trình độ chuyên môn cao, đã trực tiếp tham gia rất nhiều vụ cứu hộ cứu nạn trên toàn quốc và cứu sống được hàng trăm nạn nhân. Theo kế hoạch, 5 cán bộ Công an thành phố di chuyển ra Hà Nội để tập hợp cùng đoàn bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng lực lượng cứu hộ nước bạn và các nước khác khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong trận động đất.